Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Hôm nay, team sẽ mang đến các bạn buổi chuẩn bị chu đáo. Đàn organ Cutman đem đi giao đến đại lý đối tác. Hai nhân vật chính hôm nay chính là Cutman K300S và Cutman K350. Vì các bước đóng gói anh em đã biết đầy đủ qua các video trước, nên trong tập này, mình sẽ cùng các bạn khám phá thông số kỹ thuật và đặc điểm nổi bật của hai cái organ này nhé. Đầu tiên là Cutman K300S, đang được trang bị màn hình LCD vừa phải, thể hiện đầy đủ nội dung dễ dàng thao tác trên đàn. 61 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn cùng 128 âm polyphony giúp âm thanh lan tỏa sống động, 508 voice chất lượng cao và 10 voice sampler Việt Nam như là chanh, sáo, bầu, guitar cổ cùng với 205 style nhạc đệm. Đến với organ K350 thì đàn có 61 phím cảm ứng lực nhấn, vẫn là màn hình LCD, thư viện âm nhạc khổng lồ lên đến 657 tiếng, 128 âm polyphony cho bạn tự do sáng tạo các thể loại nhạc, tùy chọn 160 bài hát được cài sẵn và lưu trữ tối đa 10 bài hát từ người chơi, 240 điệu cài sẵn và 50 điệu cài thêm. Bên cạnh đó, hai cây đàn đều sở hữu những tính năng cơ bản như là metronome đếm nhịp, lead chỉ bằng phím, fizz khóa băng tiếng khi chơi không làm nhảy nhạc đệm, jazz bow tăng giảm tông, big band giúp cho người chơi luyến lấy những bản nhạc dân ca, bolero và nhạc hoa. Cùng sự đa dạng về chức năng, đàn con được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Bên cạnh đó, quà tặng theo đàn cũng vô cùng hấp dẫn, cả hai sẽ được tặng chân đàn, bao đàn, jack phone. Riêng K350 sẽ tặng thêm một pedal. Điểm nhấn chính mà các bạn không nên bỏ qua chính là K350 luôn luôn được update các style nhạc mới liên tục phục vụ anh em chơi nhạc. Khi đã hiểu về hai dòng đàn trên thì các bạn cũng đừng nên bỏ qua chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn khi mua đàn nhé. Với K300S và K350 sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là buổi chuẩn bị đàn đã hoàn tất, mang đàn ra xe và lên đường thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp về mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.